Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến thúc đẩy khách du lịch quốc tế Việt Nam với điểm cầu 20 tỉnh thành phố. Chủ trì hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành đơn vị liên quan. Điểm cầu Đà Nẵng có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim miến Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, để phục hồi kinh tế xã hội của đất nước, Việt Nam đã mở cửa sớm nền kinh tế, thể thao và du lịch. Song hiện tại, tình hình khách du lịch quốc tế vẫn chưa đạt đến đích như kế hoạch đã đề ra, đi trước nhưng về sau. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị tại hội nghị, các đại biểu chuyên gia và quản lý tập trung phân tích nguyên nhân, làm rõ vấn đề và đưa ra các giải pháp sáng kiến lâu dài để thúc đẩy du lịch quốc tế trong thời gian tới. Hiện du lịch nội địa của Việt Nam tăng trưởng ấn tượng, vì vậy bộ văn hóa thể thao và du lịch nhấn mạnh việt nam cần lấy du lịch nội địa làm bàn đạp để thúc đẩy du lịch quốc tế các doanh nghiệp du lịch các bộ ngành liên quan và lãnh đạo các địa phương cũng đã thẳng thắn diện nhận phân tích những nguyên nhân hạn chế trong thu hút khách quốc tế đồng thời đề xuất các ý kiến mục tiêu chủ trương phù hợp với tình hình thực tế để thúc đẩy du khách quốc tế đến việt nam